để mà mình có thể giúp những người xung quanh mình thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực thì trước tiên mình phải bình an với những suy nghĩ tiêu cực đấy của họ. Nó không là gì cả, nó chỉ là cái lời phán xét của họ và nó mô phỏng ở bên trong cái tâm thức của họ ra thôi. Vì họ cũng bị phán xét, và bởi vì họ bị tổn thương, và rồi họ đã từng nhìn thấy một bà quá chồng và một ông nào đó về với nhau. Chồng mình đã từng nhìn thấy thế nên là chồng mình vẽ luôn cái viễn cảnh đấy. Nó chỉ đơn giản là viễn cảnh trong cái tâm thức của chồng mình thôi. Và vì thế trước tiên là chị cần rất là bình an với cái hành vi đấy của chồng mình đã. Và sau khi mình bình an xong thì mình nói, nó mới đi vào bên trong vô thức của họ thì họ mới thay đổi. Còn nếu mà mình không bình an mà mình nói thì nó chỉ ở một cái tầng ý thức của họ thôi, thì họ không bao giờ thay đổi cả.